Ok, trên tay DVH là cây micro DB550 Pro. DVH sẽ test một cái đoạn vocal, một cái đoạn micro, một đoạn micro không thôi. Mình sẽ không cho nhạc vào đây. Một đoạn micro không, một đoạn lời bài hát rất là ngắn gọn. Các bác cùng nghe và cảm nhận cái chất micro và cái giải chung mà cái đôi loa DB DK12 này mang lại, và cái tiếng effect của cái chiếc vang DB DX6000 kia rất là mượt, rất là hay. Ok, bây giờ một đoạn vocal bắt đầu. Alo 1 2. Hỡi đêm xin đừng hờn dỗi, để con tim lại đầy bóng tối muộn phiền và cô đơn sẽ theo về cùng bao nỗi nhớ lạnh đôi vai đêm đẫm sương mắt ai. Ok đấy, các bác nghe các bác có thể cảm nhận được không ạ? Tiếng micro rất là rõ ràng và cái giải chung của cái đôi loa DK12 kia nó thể hiện rất là tốt. Và cái tiếng effect của con vang DB DX6000 này thì phải nói là quá là mượt mà luôn. Cái tiếng reverb của nó không thể chê vào đâu được. Alo 1 2. Đấy, các bác nghe cái đuôi effect của nó rất mịn và cực kỳ dài về phía sau, rất hay. Đấy, nghe cái tiếng xì này, cái tiếng xì của tép rất mịn luôn. Rất là ok. Alo 1 2. Rồi ok, bây giờ DVH sẽ test một chút đoạn nhạc của cái bộ dàn này. Mời các bác cùng đón xem nhá. Ok, vừa rồi thì DVH đã test qua tiếng micro này và tiếng nhạc nhẹ và cả cái tiếng nhạc mạnh. Thì phải nói là hàng hãng có khác, đồng bộ DB Acoustic thì cái tiếng nhạc nó đánh ra rất là hay, rất là rõ nét, cực kỳ ngon. Các bác nghe nhạc rất là ok. Đấy, đang mở một đoạn nhạc nhẹ nhàng đấy, bass test nghe rất là sướng.
Kể cả đặc biệt là có con nâng tiếng này, có con nâng tiếng của DB này. Đây, các bác nghe nhạc thì nên sử dụng con nâng tiếng này nhá. Có con nâng tiếng này thì cái tiếng nhạc nó rất là nổi và rất là hay. Con này thì giá nó phải chăng thôi. Giá rất là phải chăng thôi. Hiện tại bên DVH đang cung cấp với mức giá niêm yết của hãng là 1.850.000. Đấy, cái nâng tiếng này rất là hay, nghe nhạc rất hay. Và cái tiếng vang mà chúng ta có được là do con vang này nhá. Đẩy thì tạo công suất ra loa này, mic này. Nói chung là mic vang đẩy loa thì nó là đồng bộ, rất là hay các bác. Rất là hay luôn, tiếng micro nó cực kỳ trong. Đấy, các bác nghe thì các bác sẽ có cái cảm nhận của riêng mình, chứ không phải là DVH gọi là cứ tầng bốc cái thiết bị lên thì sẽ là không có. Cái tiếng mic nghe rất là trong, các bác nghe thì sẽ cảm nhận được. Đấy, các bác nghe lại này. Alo, 1, 2. Các bác nghe cái đuôi reverb của nó, nghe cái đuôi reverb của nó rất là thích luôn ạ. Tiếng mic cực kỳ dẻo và cái đôi loa DKB-DK12 này, cái giải chung của nó rất là tốt. Ok, với tổng dàn có trị giá là 30 triệu đồng thì các bác đã có thể sở hữu được một bộ âm thanh gia đình rất là ngon rồi. Rất là ngon luôn, karaoke và nghe nhạc đều hay các anh nhé. Karaoke cũng hay và nghe nhạc cũng đều rất là hay luôn. Đấy thì hiện tại DVH đang cung cấp là sản phẩm của DB Acoustic hàng chính hãng. Hàng chính hãng và được bảo hành chính hãng 1 năm các anh nhé. Thì các bác có nhu cầu mua hàng vui lòng nhấc máy vào lô cho DVH để được tư vấn và đặt hàng. Đấy, hiện tại bên DVH có hỗ trợ giao hàng toàn quốc nha. Hỗ trợ giao hàng toàn quốc. Đây, giấy chứng nhận này, DB Acoustic chứng nhận DVH Audio là đại lý ủy quyền cung cấp thương hiệu DB Acoustic. Đấy, ok, các anh nha. Hàng chính hãng luôn, được phân phối chính hãng tại DVH. Rất là hay, chỉ với mức giá 30 triệu thôi ạ. 30 triệu các bạn đã có một bộ dàn karaoke cực kỳ hay rồi. Ok, clip này DVH xin phép dừng lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả thân mến. Hẹn gặp lại các bác trong những clip sau.